Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là bí xanh. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng mướp đắng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha mọi người. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng dưa leo. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Thằng Nghĩa ở trên kia á. Chắc là đông người quá chẳng không giao xu á. Thôi đừng xuống. Đừng xuống, thề luôn. Thằng Hùng nó có đi làm không? Không. Đúng rồi. Không đi làm tội, không đi làm chủ nhiệm gì cả. Ừ đúng rồi. Quên. Đấy ạ. Long có lấy đi không? Này Long nghỉ. Chả ai chăm như mày với chị. Thằng mày chăm nhất, thằng này mày chăm nhất thật. Em chán, em phải đi. Chán là chăm rồi. Mọi người đây một tím của mình này. Một tím của mình đây nha mọi người. Mọi người đây một tím của mình nha. Chán là chăm rồi. Chị tháng này 2 triệu. Không cố, 2 triệu. Mình xỏ màu hồng nhé mọi người. Mọi người mình xỏ màu hồng nha. Mình xỏ màu hồng nha. Lên thật ạ. Ừ. Đi nhanh vào đóng cái cửa vào nhá. Đóng vào. Mình xỏ màu tím nha mọi người. Mọi người mình đang xỏ màu tím. Mình đang xỏ màu tím nha. Một điều chính xác hơn là điều em ước muốn. Sẽ lớp khóe vui lòng em rất buồn. Giờ mình xỏ màu đỏ nha mọi người. Mọi người mình xỏ màu đỏ nha. Mình xỏ màu đỏ nha mọi người. Mấy cái thằng già ngoài kia đi về đi. Xin thề hai từ kia là thương quá. Đi làm sâu rồi em tiến xa. Tiếp đến bây giờ mình sẽ xỏ màu xanh dương nha mọi người. Mọi người mình xỏ màu xanh dương nha. Giờ mình xỏ màu xanh dương nhé mọi người. Em ở vùng quê khu nghèo khó đó. Có chẳng điều khó muốn nên thành khó. Nên phải quê sao cho em no. Tại sao lại tụ tập ở đây? Khổ quá cơ, chỗ người ta đi lại. Thế rồi đây, tìm cũng cơ đó. Mình đang xỏ màu vàng nha mọi người. Mọi người mình xỏ màu vàng nha. Quá, mọi người.
Mình xỏ hạt tròn nha mọi người. Mọi người ơi, mình xỏ hạt tròn nha. Giờ mình sẽ xỏ hạt tròn nha mọi người. Sợ mình phải kết thúc rồi hai người hai lối riêng. Con đường sau đó chẳng có ai kề bên. Phải quên dần những thói quen. Năm màu của mình nha mọi người, mọi người năm màu của mình này, năm màu của mình này mọi người. Mình kết vòng nha mọi người mình kết vòng nha. Bây giờ mình kết vòng nha mọi người. Hoàn thành rồi này, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Mọi người, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Các bạn, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ là vòng nước tương. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là bí đao. Bây giờ mình bắt đầu nha. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là bí đỏ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Điểm gì? Chúng mày ăn gì vậy? Đóng vào, cứ đóng vào mà nha. Có gì chưa? Thêm bài gì nha. Mọi người ơi, màu xanh này. Màu xanh của mình này mọi người. Mọi người ơi, màu xanh của mình đấy nha. Này bây giờ sẽ là màu đỏ cho mọi người. Mọi người bây giờ là màu đỏ nhé. Làm đất đâu mà. Mày, lúc chiều mới quay lại không? Dám. Không. À biết nghe mà. Tám không có mình tính trò tắt chắc. Tao đi về luôn đến xong máy tính để đấy mà tốt gì. Mọi người ơi, đây màu đỏ của mình này, màu đỏ của mình đây nha mọi người. Mọi người ơi, đây màu đỏ của mình nhá. Bây giờ mình sẽ tiếp tục. Tao tính này mày sẽ không quay trở lại. Mày màu vàng. Em cứ cần kia mình yên tâm nó em.